Lan, mình đang là du học sinh ở Nga. Tôi biết là trong mùa này thì chúng ta sẽ hạn chế tối đa việc ra đường và sẽ dành nhiều thời gian ở nhà hơn. Vì vậy, hôm nay Ngân làm video clip này muốn chia sẻ với mọi người một cái công việc mà mình có thể làm ở nhà trong thời gian rảnh, và đặc biệt là nó sẽ mang lại rất là nhiều lợi ích cho mình. Cụ thể là mình sẽ có đồ ăn để ăn. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa thì Ngân sẽ giới thiệu luôn. Đó là Ngân sẽ chỉ cho mọi người cách trồng giá siêu đơn giản và mà bất cứ ai cũng có thể làm được. Mình chỉ cần mua đậu xanh về, đậu xanh mà chưa bóc vỏ ấy, và một cái hộp giấy như thế này. Hộp có thể là hộp sữa, hộp nước ép, những cái hộp như thế này. Thế thôi. Và bây giờ Ngân sẽ bắt tay vào hướng dẫn cho mọi người nghe nhé. Đơn giản lắm luôn ấy. Đầu tiên mình sẽ đổ đậu xanh ra chậu để ngâm chừng 2 nắm tay vơi vơi. Sau đó mình ngâm với nước ấm khoảng 5 tiếng, hoặc là để qua đêm, sáng mai mình bắt đầu trồng cũng được. Và bây giờ mình sẽ đặt ở chỗ. Ngân đã ngâm đỗ có một đêm và bây giờ lấy hộp ra bỏ đỗ vào trồng. Hộp giấy thì bây giờ chúng ta sẽ đục lỗ. Đục các cái lỗ ở dưới này. Đây là cái hộp sẽ được đục lỗ. Bây giờ Ngân sẽ cắt thêm một ít ở đây nữa, cho nó tiếp tục thoát nước để giá không bị úng. Đừng cắt sát quá, bởi vì là mình để cái chân này khi mà cho nước nó ráo dễ hơn. Mỗi ngày các bạn cho giá uống nước như thế này, chỉ cần xả nước vào trong hộp, để khoảng 1 phút dưới vòi nước, rồi mình để ráo nước và cất vào chỗ trồng tiếp. Một ngày các bạn có thể tưới nhiều lần, khi nào rảnh ra vòi nước thì lại cho ra uống nước. Nhưng mà nếu không có thời gian thì ít nhất là cho ra uống nước một ngày 3 lần nhé. À, một lưu ý nữa là mình nên trồng giá ở chỗ có ít ánh sáng và không nóng nha các bạn. Chỗ nào mát mẻ thôi. Trông cũng hoa mập mạp phết đó. Thơm lắm luôn đấy. Ngon quá. Sau mẻ giá vừa rồi thì Ngân tiếp tục trồng nhiều nữa. Lần này Ngân trồng 3 hộp và tổng thu hoạch được hơn 1 kg giá. Có thể ăn cho đã và cho bạn bè nữa. Và vừa rồi mọi người cũng đã biết được cái cách trồng giá rất là đơn giản. Và chỉ cần 2-3 ngày thôi là mình đã có giá ăn rồi. Và không mất nhiều công sức cũng như là cầu kỳ phức tạp cả. Hy vọng là mọi người sẽ mau có giá để ăn. Mọi người có thể khoe thành phẩm với Ngân bằng những cái comment ở dưới clip này, để Ngân xem là mọi người trồng giá mọc ốm hay là dài ngâm như thế nào nhé. Rất là cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và xem clip của Ngân. Hy vọng là clip này sẽ giúp ích cho mọi người. Và nếu thích thì mọi người hãy subscribe kênh YouTube của Ngân, để Ngân tiếp tục cho ra những clip hay hơn, hữu ích hơn cho mọi người nhé.